Kính chào quý khán giả đến với chương trình Việt Bao La do Đài Radio Sài Gòn TV thực hiện. Đến với Việt Bao La để đón xem những câu chuyện thật thú vị và hấp dẫn của đồng hương gốc Việt trong mọi lĩnh vực, từ làm vườn, làm nông đến chăn nuôi, đánh bắt, từ làm neo mở chợ đến kinh doanh sản xuất, cùng gặp gỡ những người lao động chân tay đến lao động trí óc, từ những người bình dân đến những nhà tỷ phú. Tuy nhiên, dù ở bất cứ lĩnh vực nào, ngành nghề nào, họ cũng đều là những người đã biết vượt lên những khó khăn, nghịch cảnh để góp phần vào việc hình thành nên lối sống văn hóa đa dạng tại quốc gia này. Chương trình Việt Bao La được phát sóng trên kênh Lido Sài Gòn TV 56.10, Lido Sài Gòn TV.com, YouTube và Facebook chính thức của Lido Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, những ngày gần đây thì giới theo dõi tin tức nói chung cũng như là cộng đồng Phật tử nói riêng đặc biệt quan tâm đến một vụ kiện liên quan đến chùa Tam Bảo ở Baton Rouge, Louisiana. Vụ kiện đã được một số truyền thông Mỹ đưa tin với các nhan đề mà có thể khiến cho nhiều người cảm thấy giật mình. Ví dụ như là trụ trì một ngôi chùa ở Baton Rouge đã làm cho một đi cô có bầu, liệu tòa án có can thiệp hay không? Hay một bài báo khác có nhan đề như trụ trì của một ngôi chùa ở Louisiana đưa các ni cô từ Việt Nam sang để hoạt động tình dục. Thực hư của vấn đề này như thế nào? Những bằng chứng nào đã được nhóm kiện chùa đưa ra để minh chứng cho các việc đúng sai của nhà chùa? Tỳ kheo Thích Đạo Quảng, trụ trì của chùa Tam Bảo, nói gì về những điều đã và đang xảy ra tại ngôi chùa này? Những Phật tử, những tăng ni từng sống và sinh hoạt ở chùa có ý kiến gì liên quan đến vụ kiện? Ngọc Lan cùng nhóm phóng viên Lido Sài Gòn TV đã đi tìm hiểu và thực hiện phóng sự này. Kính mời quý vị cùng đón xem. Vào cuối tháng 4 năm 2022, một nhóm Phật tử với 4 người đại diện là bà Phượng Lê, Elizabeth Lê, Liên Tạ và Lan Trần đã cùng đứng đơn kiện trụ trì chùa Tam Bảo là Tỳ kheo Thích Đạo Quảng, tên đời là Hồ Văn Quyền, với một loạt các tội danh, trong đó nổi bật là các tội đã dâm ô làm một ni cô có bầu, dùng tiền quyên góp của các Phật tử cùng tư cách trụ trì để chiêu mộ những phụ nữ từ Việt Nam sang sinh sống như ni cô tại chùa để có những hành vi tình dục sai trái, cho phép và dung túng các quan hệ tình ái không đúng mực giữa các tăng ni đang sinh sống trong chùa, dùng quyền lực của trụ trì để đe dọa, gây rắc rối cho tình trạng di trú của một nhà sư và một ni cô, khiến cho tất cả tăng ni đều bỏ đi. Cách chức thư ký và thủ quỹ của chùa để trụ trì giành toàn quyền kiểm soát tài chánh. Với những hoang mang, lo lắng trước những sự việc trên, những người đứng đơn kiện đề nghị tòa ban hành lệnh phong tỏa tài chánh của chùa Tam Bảo, ngưng các hoạt động của trụ trì cho đến khi có phiên điều trần. Tuy nhiên, trong thời gian tìm hiểu, tiếp xúc, chúng tôi nhận ra rằng việc một số người ủng hộ chuyện đâm đơn kiện trụ trì là hành động cuối cùng của những mâu thuẫn, bất hòa vốn đã có từ mười mấy năm trước khi Tỳ kheo Thích Đạo Quảng đồng ý ở lại làm trụ trì chùa Tam Bảo với một mô thức điều hành mới. Là những dị nghị được lan truyền, đồn đoán, có thật, có hư xảy ra trong vài năm trở lại đây, những tưởng được dàn xếp và giữ kín. Là sự căng thẳng mỗi lúc một tăng khi có những lời truyền tay nhau rằng một vị thầy đã phải xách hành trang rời chùa trong đêm vì bị trụ trì đuổi cút đi ngay trước ngày giao thừa 2022. Là lời truyền tay nhau rằng các tăng ni lần lượt rủ nhau ra đi vì không chịu được sự độc đoán của trụ trì chùa Tam Bảo. Những xầm xì về đạo hạnh của thầy Đạo Quảng lại càng bị đưa ra bàn tán khi trong buổi họp chúng diễn ra vào dịp rằm Nguyên Tiêu 2022, một nữ Phật tử đã đứng lên đặt thẳng câu hỏi với thầy trụ trì ngay trong chánh điện rằng có một vị thầy do bắt gặp chuyện thầy trụ trì ân ái với một sư cô nên đã bị trụ trì đuổi ra khỏi chùa, liệu điều đó có đúng hay không? Và sau cùng, sợi dây đã căng đứt khi đầu tháng 4 năm nay, hai trong số ba thành viên của ban hộ trì Tam Bảo cùng xin từ chức. Giọt nước cuối cùng đã làm tràn ly. Bao nhiêu điều dồn nén, bao nhiêu điều ấm ức, bao nhiêu là bí mật, không cần biết đúng hay sai, nay được dịp gom lại, mở ra và nổ tung. Chính vì vậy, để hiểu được cặn kẽ câu chuyện của chùa Tam Bảo tại Baton Rouge,
mà chúng tôi tin chắc rằng đây cũng là câu chuyện đã và đang diễn ra âm ỉ tại nhiều ngôi chùa Việt Nam khác tại hải ngoại. Kính mời quý vị cùng chúng tôi ngược dòng quá khứ để nhìn lại sự hình thành của một ngôi chùa hội, vai trò của vị trụ trì trong việc điều hành, những lợi hại của việc bảo lãnh tăng ni từ trong nước sang đây tu tập, cũng như mầm mống của những sân hận nơi chốn thiền tu. Ở 82 thì tôi tới đây, thì đến khi tôi biết cái chùa đó thì cũng 1-2 năm sau đó, thì lúc đó là cái chùa còn ở chỗ cũ. Thì có một số vị đó đã sáng lập ra cái chùa đó. Cái đó là một cái căn nhà nó cháy, rồi nghe nó họ mua lại có 10.000 đô la này phải. Rồi lúc đó lại đó thì còn đương sửa. Thì lúc đó thì tôi cũng tới để hữu hợp giúp gì thôi. Bởi vì lúc ngày thường thì mình đi làm đó thì chủ nhật rồi thứ bảy rồi mới tới đó. Và rồi lần lần rồi lúc đó thì chùa không có thầy. Rồi có lễ gì đó thì mới mời thầy. Tới làm lễ. Rồi lần lần thì người tị nạn mình qua đông đó, rồi Phật tử đông hơn, rồi chùa mới phát triển lên. Rồi đến năm không biết 2000 mấy đó thì mới có mua được cái chỗ này. Thì cái chỗ này hồi xưa là một cái biệt thự của một ông đại gia nào đó. Thì lúc đó đó thì có một Phật tử đưa ra ý kiến là lúc đó thì chùa nghèo lắm, bởi vì trong quỹ đó là mà khi nào mà có được từ 2-3 ngàn đô la là mừng lắm. Thế nhưng mà cái chùa này lúc đó họ bán là đâu đòi 300 mấy chục ngàn vậy, tôi không nhớ rõ nữa. Rồi thành ra có một Phật tử đưa ý kiến là bây giờ mình kêu một gọi một số người xung phong là cô sai để mua cái chùa, đóng tiền deposit, hùng lại đóng tiền deposit. Nếu mà mỗi tháng mà không có, chùa không đủ tiền đóng mọt kê thì những người đó sẽ bỏ tiền ra đóng mọt kê cho chùa. Thì có 4 người đứng ra để mà cô sai cho chùa và chịu trả mọt kê nếu mà chùa không có trả tiền. Thì cái 4 người đó là anh Võ Văn Phú, anh Nguyễn Quốc Kỳ, bác sĩ là con rể của tôi, rồi anh Tạ Văn Tạ Kim Quyển, và cá nhân tôi là 4 người. Như vậy là trong đó là trong gia đình bác là 2 người rồi, là bác với con rể bác, và cùng với 2 người nữa là coi như là đứng ra lại cô sai cái chùa này. Cô sai chùa. Phong trường hợp bỏ vô một người đó, hình như 15.000 để deposit, rồi vay nhà băng. Thì cũng may là sau đó đó thì Phật tử đông hơn rồi họ ủng hộ đó, thì tụi tôi cũng khỏi bỏ tiền ra để trả một ghế. Chùa có đủ tiền. Coi như là chỉ đứng tên với lại bỏ tiền ra deposit. Rồi tiền đó có được trả lại không ạ? Chùa cũng không có trả lại, rồi tôi cũng cúng dường cho chùa luôn. Không có đòi tiền lại. Tuy nhiên, bà Liên Tạ, một trong 4 người đứng đơn kiện trụ trì chùa Tam Bảo, cũng là vợ của ông Tạ Kim Quyền, một trong 4 người được ông Huỳnh Ngọc Phương nhắc đến ở trên, thì cho rằng có một nhóm người đã cùng nhau trả tiền mua chùa hàng tháng cho ngân hàng trong thời gian đầu. 85 thì thành lập chùa rồi, nhưng mà 82.000 thì mua cái nơi mới này. Mua nơi mới này là theo như Ngọc Lan được biết là có 4 người đứng ra để co-sign mua cái chùa đó, đúng không cô? Đúng rồi, không phải 4 người đã đứng ra, nhưng mà thật ra cái nhóm mà đồng ý đóng góp cho cái nốt đó thì khoảng hình như là 10 người. Nếu tôi không nhớ kỹ thì tất cả đều nói là thôi mình coi ngôi chùa như là ngôi nhà thứ hai của mình. Bây giờ nếu mình có down payment đi nữa thì cũng phải góp hàng tháng. Thì số người volunteer đồng ý
tôi sẽ được cái cuốn kia cô đọc rồi cô sẽ thấy rõ hơn, chi tiết hơn về cái sự việc mà thành lập ngôi chùa của một cái nhóm người đồng ý góp vô hạn định tới khi nào mà hết thôi. Ồ, như vậy là cái chùa đó là của nhóm đó, như cô nói là 10 người đó là trả tiền, trả tiền hàng tháng luôn đó hả? Dạ, trả tiền hàng tháng luôn lúc đầu. Rồi sau mình gây quỹ thấy có tiền thì trả bớt lần lần. Ủa như vậy thì cái nhóm người đó phải trả tiền lâu không cô? Trong thời gian lâu? Tôi không nhớ rõ nhưng mà một thời gian chứ, thời gian đầu là phải đóng chứ. Thời gian đầu khi mình sang tên rồi thì mình bắt đầu đóng nốt. Phải có nốt thì tất cả mọi người mà đồng ý cái tên đó thì đóng vô, bỏ tiền ra. Bỏ tiền ra. Hùng chia đều. Chia đều ra. Chia đều ra khoảng khoảng 10 người. Khoảng 10 người tôi không nhớ chính xác lúc đó đó. Tại vì thật ra cá nhân tôi thì tôi chỉ làm, thí dụ như là mình deal với lại cái rêu đó. Thì xong xuôi thì có mấy cái ông đó như ông Khiếu và Bắc Trưng rồi mấy người kia đó như ông Nguyễn đó, đó này kia nữa. Thì lại nói chuyện thành lập hội chứ còn tôi thì tôi làm Phật sự thôi, công quả thôi.